xưa bệnh viện Tâm Thần này là 192 Hàm Tử. 192 thì chúng ta đi tới một tí. 194 rồi 200. Chung cư này bây giờ có số là 830 Võ Văn Kiệt. Ở bên đây là số đường Đạo Tấn, 832, 834, rồi phải qua đường Bạch Vân nè. Đây, đây là quỹ ban phường 5, quận 5, ở địa chỉ số 80-90. Và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ha. Một số hình ảnh và cũng như thông tin để chia sẻ cùng các anh chị khi mà mình cần làm lại cái giấy tờ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiện việc theo dõi, các anh chị bạn có thể đăng ký, nút đăng ký và hình cái chuông, để khi mà em có video mới thì các anh chị sẽ cập nhật lại sớm hơn, không cần phải tìm kiếm. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là bến Trương Dương. Bến Trương Dương thì Sài Gòn cũng có rất nhiều cái bến, như là bến Trương Dương, bến Phú Định, bến Bình Đông, bến Hàm Tử, bến Trần Văn Kiểu, vân vân vân. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi đến số nhà 330 bến Hàm Tử ngày xưa. Nhưng mà chắc có lẽ anh chị Trang đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi, nên thành ra bây giờ muốn tìm lại cái địa chỉ bến Hàm Tử thì cũng hơi khó. Thì nói chung là vẫn tìm được chứ không phải không. Thì hôm nay em tóm tắt sơ sơ cái câu chuyện về sự thay đổi của bến Hàm Tử để chị Trang hình dung ha. Còn các anh chị khác thì chắc ai cũng biết, nếu mà mình đã từng sống ở đây. Thì chúng ta đang ở đây là bến Trương Dương. Bên kia là quận 4, và bên đây là cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, quận 1. Thì xích tới xíu nữa chúng ta có cái nhà máy nước ngọt Trương Dương. Rồi rồi nhà máy đèn, nhà đèn chợ Quán. Đó, những cái địa danh mà có lẽ ngày xưa các anh chị nếu đã từng ở đây thì chắc có lẽ ai cũng biết. Hy vọng là những cái thông tin như vậy chị cũng nắm được phần nào để biết cái địa chỉ bến Hàm Tử ngày xưa của mình là bây giờ là ở đâu ha. Thì bến Hàm Tử và bến Trương Dương bây giờ nói liền bởi một cái con đường mới, đó là đại lộ Đông Tây, hay còn gọi là đại lộ Võ Văn Kiệt á. Đông Tây là Đông Sài Gòn và Tây Sài Gòn, nó có con đường đi từ hướng Đông tới hướng Tây của Sài Gòn luôn, đến cái đường cao tốc Trung Lương, đi về miền Tây luôn. Đó, theo hướng này mình sẽ đi về bến Hàm Tử nè, bến Hàm Tử chợ Thái Bình, ô chợ Hòa Bình. Hy vọng là video này chúng ta sẽ gợi lên được cái gì đó để chị Trang nhớ được ha. Tại vì con đường này bây giờ cũng rất là thay đổi rồi. Nhìn không có ra đâu, nhà mới rồi, tên đường mới rất là nhiều. Chúng ta đi tới xíu nha, khu vực này gọi là cầu kho đó, khu vực cầu kho. Ở đây có chợ nhỏ, cầu kho, rồi chung cư 518 bến Trương Dương, hay gọi 518 Võ Văn Kiệt á. Bữa thì có chị My, chị Tina Cao
cũng nhờ em đến địa chỉ 518. Thì địa chỉ 518 đó bây giờ là cái chung cư đó. Ngày xưa ở đây có cái cầu, cái cầu nhỏ nhỏ bắc qua con sông ở cái rạch. Còn 518 bây giờ là cái chung cư nè. Chung cư mà bị sự cố, bị nghiêng nứt hôm bữa đó. Rồi bây giờ họ đang tái tạo lại. Ở đó là địa chỉ 518 đó. Nếu mà chị Tina Cao có xem cái video này thì cho em xin cái comment nha. Rồi chúng ta tiếp tục đi đến con đường Bến Hàm Tử ngày xưa. Thì Bến Hàm Tử hôm bữa em có đi cái hẻm đi vô đó là hẻm 144 Bến Hàm Tử. Thì dựa vào cái số đó thì mình đi tiếp lên trên kia. Đi chắc phải đếm số nhà quá, tại vì 330 thì đi lên thêm khoảng mấy chục căn nữa. Nó thuộc phường 1, quận 5. Nếu các anh chị, nếu chị Trang cần trích lục lại chứng minh đó, giấy khai sinh đó, thì có lẽ chắc lại ủy ban phường 1. Ở đây có nhà máy nước ngọt Trương Dương nè, bên tay phải chúng ta vừa đi qua đó. Đi tới tí thì có cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Cây cầu Nguyễn Văn Cừ có cách đây cỡ tầm 10 năm thôi. Thì nếu mà các anh chị đi xa lâu hơn 10 năm thì chắc có lẽ không nhìn ra đâu ha. Rồi qua cái cầu này chúng ta có cái nhà máy đèn, nhà đèn chợ quán. Ngay cầu này ngày xưa là cái chợ Nancy đó. Rồi cái video này, hành trình này em cũng có thực hiện cũng nhiều lần rồi, nhưng mà lần này thì em sẽ nói rõ hơn để một số thông tin để chị, hy vọng là chị sẽ hình dung ha. Đường Nguyễn Văn Cừ ngày xưa là Cộng Hòa. Ngay đây là chợ Nancy nè. Theo hướng này mình sẽ đi ra Nguyễn Trãi tới chợ luôn, đầu chợ Nancy. Còn ông ta đi thẳng thì đến Bến Hàm Tử. Trên đó là cầu Nguyễn Văn Cừ bắc qua quận 8. Đi qua Dương Bá Trạc rồi đến cầu Kinh Sáng. Bây giờ thông thương ra tới Bình Chánh luôn, quận 7 luôn. Chúng ta đi tiếp tục. Bên tay phải mình đó là cái nhà đèn chợ quán. Năm xưa còn, bây giờ còn sót lại cái nhà nhỏ nhỏ. Như cái đó là cái nhà điều hành của nhà máy điện ngày xưa thôi. Bây giờ họ đang xây cái dự án chung cư, căn hộ. Ngày xưa ở đây là có rất là nhiều những ngôi nhà bán cừ tràm rồi củi ở bên tay trái mình nè. Dãy nhà là nhà sàn, nhà ven sông á. Nhưng mà bây giờ không còn nữa. Những hình ảnh này rất là xa lạ đối với các anh chị và các bạn nha. Chúng ta đi xa Sài Gòn. Còn đây là cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y đi từ quận 5 qua quận 8 luôn. Ở đây có giáo xứ Mai Khôi. Khu này là hẻm 58, 50 mấy. Ngày xưa có cái chung cư 70 Bến Hàm Tử là ở đây. Nhưng mà chung cư đó không còn nữa ha. Đổi là đó là bên trong đó có chung cư chợ quán, chung cư nhà trái năm xưa đó. Rồi mình đi lên tí nữa thì có cái dãy nhà kho.
nơi đây có đường Trần Bình Trọng nè, bên tay phải chúng ta là ngã ba Trần Bình Trọng. Bây giờ cái khúc Hàm Tử này thay vì ngày xưa làm than đá rất là nhiều thì bây giờ không còn than đá nữa, mà đổi lại họ sẽ bán cái vật liệu xây dựng như là gạch rồi đồ trang trí nội thất, cát đá rất là nhiều. Khu này là phường 1 quận 5, ngay đây là số nhà 146 nè, đó nhà Ton. Rồi mình đi lên tí nữa, hy vọng là thấy số 330. Nhưng mà chắc mấy người xưa ở đây người ta mới biết số cũ, mà nhiều khi không phải chủ nhà cũ thì cũng rất khó mà biết. Ở đây có cái bệnh viện Chợ Quán ngày xưa, bây giờ có tên là bệnh viện Nhiệt Đới ha. Ở đây thuộc phường 1 quận 5. Ngày xưa cái số 330 của anh chị không biết là qua khỏi cái vị trí bệnh viện này chưa. Rồi bây giờ khu này là số 700 mấy luôn à, 700 mấy Võ Văn Kiệt. Đó, 766 Võ Văn Kiệt. Ngày xưa bệnh viện Tâm Thần này là 192 Hàm Tử. 192 thì chúng ta đi tới một tí. 194 rồi 200. Rồi 330 có lẽ là gần đường An Bình chăng. Đó. Em nhớ hồi nhỏ thì hay chọc người này người kia trong 192 Hàm Tử mới ra hả, là thấy nói đó là trong bệnh viện Tâm Thần đó. Khu này là 200 mấy rồi. Khu này bây giờ rất là phát triển. Bên tay phải mình có cái chợ Hòa Bình và những cái chung cư. Nếu các anh chị đã từng ở đây thì nhìn cái chung cư này sẽ biết nè, chung cư hồi xưa nè. Chung cư này bây giờ có số là 830 Võ Văn Kiệt. Bên đây là số đường Đạo Tấn, 832, 834 rồi. Nhưng mà để em xem coi có nhà nào số cũ để mình dựa vào đó mình tính tiếp. Số cũ là 332 nè. Bên đây là cái nhà mới rồi, ba nhà đèo màu đen nè. 330. Đó. Nhưng mà bây giờ nhà này thì họ bán cà phê. Cà phê mang đi. Nhà này là chủ mới rồi. Khu này thuộc phường 5 quận 5. Nếu mà các anh chị có cần trích lục chứng minh hay là cái giấy khai sinh đó, chắc là phải lại phường 5. Phường 5 quận 5 nha các anh chị. Ủy ban phường 5 thì để em xem coi cái ngay góc đường An Bình này là cái công an giao thông. Thì cũng dễ đó, bây giờ lên phường nói người ta sẽ trích lục lại cho mình thôi. Cũng không có gì khó đó. Ngay đầu đường này là cái phòng cảnh sát giao thông. Để em xem coi cái ủy ban phường
Ủy ban phường phường 5 quận 5 này ở đâu. Có lẽ là nằm ngay đường Bạch Vân. Tại vì em cũng ít làm giấy tờ ở cái phường này nên không có nhớ chính xác lắm. Bây giờ mình đi đến đó rồi để các anh chị biết thêm một địa chỉ nữa rồi để làm giấy tờ cho nó dễ ha. Đó, đường An Bình bây giờ là quẹo phải qua đường Bạch Vân nè. Đây, đây là Ủy ban phường 5 quận 5 ở địa chỉ số 80-90 đường Bạch Vân. 80-90 đường Bạch Vân là Ủy ban phường 5 quận 5. Nếu mà các anh chị muốn làm cái giấy khai sinh lại hay trích trục lại thì các anh chị có thể đến phường 5 quận 5 ha. Rồi, bây giờ thì cái video nãy giờ cũng đã dài rồi. Chắc em xin tạm dừng tại cái đường Bạch Vân này và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ha. Một số hình ảnh và cũng như thông tin để chia sẻ cùng các anh chị khi mà mình cần làm lại cái giấy tờ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để tiện việc theo dõi, các anh chị bạn có thể đăng ký, nút đăng ký và hình cái chuông. Để khi mà em có video mới thì các anh chị sẽ cập nhật lại sớm hơn, không cần phải tìm kiếm. Nhất là các cô chú anh chị có những cái comment, những cái yêu cầu đó. Rồi khi mà em có video mới em sẽ báo lên mà mình chỉ cần nhấn xem thôi. Khu vực này là chợ Hòa Bình nè. Rồi chúng ta cúp máy nha.